Hello các bạn, lại là một clip tổng hợp đây. Thì clip này hôm nay Liễu sẽ giới thiệu cho các bạn về những mẫu xe Honda này của Việt Nam hay là Honda của nhập khẩu luôn. Thì chỉ là giới thiệu cho các bạn về báo giá cả cho các bạn ở điểm hiện tại ha. Thì hôm nay Liễu đây là một em Vision. Vision màu này màu đen bóng của bản chìa khóa nha. Đen bóng khác so với lại những phiên bản của 2022, 2021. Hầu như trước đây là chưa bao giờ Vision đã có ra bản phiên bản đen bóng. Thì đối với 2023 đã ra mắt cho chúng ta phiên bản màu đen bóng như này đây. Nếu bạn nào thích cái màu đen bóng này thì hãy liên hệ trực tiếp Zalo, Liễu sẽ gửi mẫu qua cho các bạn tham khảo ha. Tiếp theo qua một số những phiên bản của em Winner này, Winner V3. Phiên bản này là phiên bản tiêu chuẩn. Nó sẽ nằm trong top 3 màu, đó là màu trắng bóng, đen bóng và màu đỏ bóng. Thì em này là một em phiên bản màu đỏ bóng ha. Sẽ đang Winner thì đang có giá tầm khoảng là 32,5 triệu thôi. Tiếp theo một em Vision phiên bản thể thao màu đen nhám. Đen nhám thể thao này thì nó mắc hơn một chút xíu thì đang dao động tầm khoảng là 36 triệu các bạn ha. Hay là qua em ABS của phiên bản của Winner V3, Winner V3 ABS thì này phiên bản màu đỏ nhám các bạn ha. ABS thì nó sẽ có màu đỏ nhám này, màu đen nhám này, màu xám bạc nhám và phiên bản HRC cho các bạn lựa chọn ha. Thì Winner thì cũng đang dao động giá chung chung tầm khoảng là 32,5 triệu thôi. Tiếp theo qua một số phiên bản của AB và đây AB cũng có cho các bạn luôn. AB thì hiện tại bên cửa hàng của Trúc Liễu sẽ có AB 125, 160, còn phiên bản 150 nó đã ngưng sản xuất và hết hàng. Nó cũng giống như là Vario vậy. Đây là bên cạnh hai các em Vario luôn. Thì Vario và AB nó cũng chỉ có ở phiên bản 125 và 160 thôi. Còn 150 nó đã ngưng sản xuất rồi nha. Còn đối với lại Vario và AB thì hiện tại đang dao động đồng giá cho các bạn là 39 triệu đồng thôi. Cái này chưa bao gồm phí làm biển số ha. Ngoài ra thì bên cửa hàng của chúng mình sẽ có những phiên bản như là SH này hay là CBR. Các bạn có thể là tham khảo thêm thì liệu sẽ gửi mẫu qua cho các bạn tham khảo ha. SH 125, 150 và 160 bên cửa hàng chúng mình vẫn còn luôn. Hãy nhanh tay liên hệ trước với Trúc Liễu sẽ được đặt lịch trước và giảm ngay cho các bạn 2 triệu tiền xăng xe đi lại ha. Còn đối với lại những phiên bản như là Vision này, Winner này, AB hay là Vario 125, các bạn mua trả góp chỉ cần đưa trước tầm khoảng là 5 triệu trở lên thôi là mình đã có thể sở hữu xe được rồi. Còn đối với SH hay là CBR thì trả trước cao hơn một chút xíu thì các bạn liên hệ Zalo để sẽ tư vấn cụ thể hơn ha. Hồ sơ thì đơn giản lắm, chỉ cần là căn cước này, cộng thêm bằng lái xe hoặc hộ khẩu hoặc bảo hiểm y tế công ty cấp là được. Và nhớ là đừng quên đặt lịch trước của Trúc Liễu sẽ được giảm mạnh cho các bạn và có hoa hồng cao khi mà giới thiệu người mua xe nhé. Cảm ơn các bạn.